Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị. Trong bản tin ngày 3 tháng 12, kính mời quý vị theo dõi một số nội dung chính như sau. Hoa Kỳ áp đặt những hạn chế mới, người Canada và những người nước ngoài khác sẽ cần phải xét nghiệm Covid-19 một ngày trước các chuyến bay đến Hoa Kỳ. Các sân bay Canada cảnh báo về hỗn loạn giữa các quy tắc xét nghiệm Covid-19 mới. Tỉnh Ontario mở rộng độ tuổi tiêm chủng COVID-19 tăng cường cho những người từ 50 tuổi trở lên khu vực đại đô thị Toronto, GTA đã phát hiện các ca biến thể Omicron đầu tiên. Tỉnh Quebec sẽ không mở rộng quyền truy cập mũi tiêm COVID-19 tăng cường cho những người dưới 70 tuổi. Tại tỉnh BC, đường cao tốc chính mở cửa trở lại khi mưa dịu đi ở miền nam tỉnh BC, nhưng cảnh báo lũ lụt vẫn được áp dụng đối với nhiều người. Alberta công bố tài trợ 80 triệu đô la để phát triển và sản xuất vaccine. Mức lương tối thiểu ở tỉnh New Brunswick sẽ tăng theo tỷ lệ phần trăm lớn nhất trong 40 năm. Thị trường nhà ở nóng bỏng ở tỉnh BC dự kiến sẽ đạt kỷ lục vào cuối năm. Và trên thế giới, Đức, Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới vội vã áp đặt các hạn chế COVID-19 mới khi biến thể Omicron lan rộng trên toàn cầu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cảnh báo rằng Nga sẽ phải trả một cái giá rất đắt nếu xâm lược Ukraine tin tặc Trung Quốc bị nghi ngờ xâm nhập thêm nhiều công ty quốc phòng và công nghệ của Mỹ. Mưa lũ gây lũ lụt và sạt lở đất ở Việt Nam, 18 người mất tích. Hơn 120 học sinh nhập viện sau khi tiêm chủng, thành hóa dừng lô vaccine Pfizer hiện tại. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đến đây theo dõi bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel, cũng như một số tin thế giới đáng chú ý khác được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Du khách nước ngoài kể cả người Canada sẽ phải xét nghiệm COVID-19 một ngày trước chuyến bay đến Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đưa ra quyết định bắt buộc vào đầu tuần tới đối với người Canada và những du khách nước ngoài khác đến bằng đường hàng không, yêu cầu họ phải xét nghiệm COVID-19 trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành, bất kể tình trạng tiêm chủng trong kế hoạch chống đại dịch cho những tháng mùa đông. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố kế hoạch này vào ngày thứ Năm trong chuyến thăm đến Viện Y tế Quốc gia ở Bethesda, Maryland theo kế hoạch của Hoa Kỳ nhằm chống lại sự lây lan của Covid-19 trong những tháng mùa đông, cơ quan quản lý an ninh giao thông vận tải đang kéo dài quy định về khẩu trang khi quá cảnh đến hết ngày 18 tháng 3. Hành khách trên các chuyến bay nội địa, tàu hỏa và phương tiện giao thông công cộng sẽ phải tiếp tục đeo khẩu trang. Bài phát biểu của Tổng thống Biden phát họa kế hoạch mới này diễn ra một ngày sau khi Hoa Kỳ xác nhận trường hợp đầu tiên về biến thể Omicron ở một khách sạn du lịch đến San Francisco từ Nam Phi vào ngày 22 tháng 11. Quan chức y tế Hoa Kỳ đã xác nhận trường hợp thứ hai của biến thể này vào ngày thứ năm tại Minnesota. Trường hợp thứ hai này liên quan tới một người đàn ông đã được tiêm phòng và đã tham dự hội nghị anime ngày trước lễ tạ ơn ở thành phố New York, thu hút khoảng 50.000 người, Điều đó cho thấy biến thể này đã bắt đầu lan rộng ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, các quan chức y tế ở New York cho biết các xét nghiệm cho thấy 5 người khác trong thành phố gần đây đã nhiễm COVID-19 của biến thể này. Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết sự lây lan theo địa lý của các ca dương tính cho thấy biến thể này đang lan rộng trong cộng đồng, trong thành phố và không liên quan đến bất kỳ sự kiện nào. Thêm một trường hợp khác ở Hoa Kỳ về biến thể này đã được báo cáo cũng trong hôm thứ Năm ở một phụ nữ tại Colorado. Người này gần đây đã đi du lịch tới miền Nam Châu Phi. Tổng thống Biden nói rằng biến thể mới là nguyên nhân gây lo ngại nhưng không gây hoảng sợ. Số ca nhiễm COVID-19 và số ca tử vong tại Hoa Kỳ đã giảm khoảng một nửa kể từ khi đạt đỉnh cao vào tháng 8 và tháng 9, nhưng ở mức khoảng 86.000 ca nhiễm mới mỗi ngày con số vẫn ở mức cao đáng lo ngại, đặc biệt là vào những ngày lễ khi mọi người đi du lịch và tụ tập với gia đình. Các sân bay Canada cảnh báo về hỗn loạn giữa các quy tắc xét nghiệm COVID-19 mới. Các nhóm công nghiệp cho biết, kế hoạch mới của Canada yêu cầu các xét nghiệm coronavirus đối với tất cả mọi người, ngoại trừ những hành khách đến từ Hoa Kỳ trên các chuyến bay quốc tế. Kế hoạch này có nguy cơ gây ra hỗn loạn và việc xếp hàng dài vì dự kiến tất cả các hành khách sẽ được xét nghiệm tại các sân bay họ cho biết động thái này được công bố hôm thứ ba diễn ra khi mùa dịch bắt đầu và có thể gây áp lực lên nguồn lực của sân bay cũng như kiểm tra sự kiên nhẫn của những người đi nghỉ daniel good chủ tịch của hội đồng các sân bay canada cho biết các sân bay không thể kiểm tra tất cả các lượt khách nước ngoài đến tại chỗ mà không phải chờ lâu canada hôm thứ ba cho biết họ sẽ yêu cầu những người khách quốc tế đến bằng đường hàng không ngoại trừ từ Hoa Kỳ thực hiện xét nghiệm COVID-19 nhằm tìm cách ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron. Hiện tại thì những hành khách được lựa chọn ngẫu nhiên từ các chuyến bay quốc tế mới được xét nghiệm tại các sân bay bởi các công ty tư nhân mà chính phủ ký hợp đồng. Các cơ quan y tế công cộng của Canada hôm thứ Tư chưa cho biết khi nào thì chính sách có hiệu lực, và ai sẽ thực hiện các xét nghiệm hoặc là liệu các xét nghiệm sẽ được thực hiện tại chỗ hay là thông qua bộ công cụ mang về nhà. Ngoài ra, một số du khách, những người đã vội vàng đặt các chuyến đi trong lúc các hạn chế được nới lỏng chỉ vài tuần trước đó, đang có suy nghĩ lại. Ontario mở rộng độ tuổi tim mũi Covid tăng cường cho những người từ 50 tuổi trở lên. Chính phủ Ontario cho biết họ sẽ mở rộng độ tuổi tiêm liều thứ ba cho người dân Ontario từ 50 tuổi trở lên vì lo ngại về biến thể Omicron. Những cá nhân đủ điều kiện có thể bắt đầu đạt lịch hẹn tiêm mũi tăng cường bắt đầu từ thứ hai ngày 13 tháng 12 vào lúc 8 giờ sáng. Mũi tiêm thứ ba sẽ được tiêm cách khoảng mũi thứ hai 168 ngày, tức là khoảng thời gian là 6 tháng. Các quan chức của tỉnh cũng cho biết họ sẽ tiếp tục mở rộng khả năng đủ điều kiện cho các liều tăng cường vào tháng Giêng dựa trên độ tuổi và nguy cơ với khoảng thời gian từ 6 đến 8 tháng kể từ liều thứ hai. Ngoài ra, do nguy cơ bị bệnh nặng do COVID-19 cao hơn, những người được lọc máu cũng đủ điều kiện để nhận ngay liều thứ ba của xin COVID-19 nếu đã được 56 ngày kể từ lần tiêm thứ hai tỉnh cũng đang khuyến cáo tiêm chủng vaccine COVID-19 cho những người được cấy ghép tế bào gốc máu HSCT hay là cấy ghép tế bào tạo máu HCT và những người nhận CER liệu pháp tế bào T do mất khả năng miễn dịch sau khi điều trị hoặc là cấy ghép. Về lý do tại sao tỉnh không đủ điều kiện tăng cường cho tất cả người dân Ontario từ 18 tuổi trở lên theo khuyến nghị của CDC, giám đốc y tế của tỉnh, tiến sĩ Kieran Moore cho biết ông không muốn quá tải sức chứa, đặc biệt là với trẻ em từ 5 tới 11 tuổi hiện đang được tiêm vaccine và tiêm phòng cúm. Ông nói rằng tỉnh sẽ đánh giá lại dựa trên số lượng người lớn để tiêm mũi tăng cường. Tiến sĩ Moore cho biết vào đầu tuần này, chiến lược liều thứ ba tăng tốc sẽ là một phần của các biện pháp mới mà tỉnh có thể đưa ra để chống lại biến thể mới đã được phát hiện tại một số vùng ở Ontario bao gồm Ottawa, Hamilton và gần đây nhất ở vùng Durham. Thuốc chủng ngừa một liều Johnson Johnson cũng sẽ có sẵn bắt đầu từ thứ năm tại Ontario. Cho những người từ 18 tuổi trở lên, những người bị dị ứng với vaccine mRNA hoặc là theo yêu cầu của người chưa được tiêm chủng. Yêu cầu tiêm Johnson Johnson phải được gửi đến đơn vị y tế công cộng tại địa phương của bạn. Tuy nhiên, Tiến sĩ Moore cho rằng ông vẫn tin rằng vaccine Johnson Johnson kém hơn so với vaccine mRNA. Cho đến nay đã có 86 người dân Ontario từ 12 tuổi trở lên được tiêm chủng đầy đủ và 90% tiêm ít nhất một liều. Từ tuần trước, tỉnh Ontario đã bắt đầu tiêm các mũi tiêm Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi sau khi được Bộ Y tế Canada chấp thuận. Khu vực GTA của tỉnh Ontario đã phát hiện các ca biến thể Omicron đầu tiên. Hai trường hợp đầu tiên của biến thể Omicron COVID-19 đã được phát hiện trong hai khu vực của đại đô thị Toronto GTA. Một cư dân của vùng Durham đã xét nghiệm dương tính với chủng này vào thứ Năm. Và một người ở vùng Halton cũng đã được xác nhận là có biến thể này trong cùng ngày. Các quan chức cho biết các trường hợp nhiễm Omicron có liên hệ mật thiết với khách du lịch trở về từ một trong những quốc gia được xác định ở miền Nam Châu Phi. Các quan chức y tế đang tiếp tục theo dõi các trường hợp COVID-19 khác đang được điều tra đối với biến thể Omicron dựa trên lịch sử du lịch. Trong khi đó thì Bộ Y tế công cộng Toronto đã công bố bùng phát dịch và xác nhận trường hợp nhiễm Omicron tại trung tâm giam giữ ở phía đông Toronto ở Scarborough. Hiện các trường hợp nhiễm Omicron cũng đã được ghi nhận ở tỉnh BC, Alberta và Quebec. Trong khi tỉnh Ontario đã giảm độ tuổi để có quyền truy cập vào mũi tiêm COVID-19 tăng cường, thì tỉnh Quebec láng giềng sẽ không mở rộng quyền truy cập mũi tiêm COVID-19 cho những người dưới 70 tuổi. Theo thủ hiến Francois Legault cho biết vào hôm thứ Năm, tỉnh Quebec không có kế hoạch mở rộng khả năng đủ điều kiện tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường cho những người trẻ tuổi, mặc dù số ca nhiễm đang tăng cao. Thủ hiến Loco đã được hỏi liệu chính phủ của ông có ý định làm theo kế hoạch của Ontario và Alberta hay không. Cả hai tỉnh này đều đã thông báo rằng họ sẽ giảm độ tuổi để đủ điều kiện cho mũi tiêm thứ ba. Nhưng thủ hiến nói trong cuộc họp báo ở thành phố Quebec rằng ông đang lắng nghe các quan chức y tế công cộng của tỉnh. Những người này đã nói rằng mũi tiêm tăng cường không cần thiết cho những người dưới 70 tuổi. Hiện tại thì cơ quan y tế công cộng của tỉnh cho biết đối với những người dưới 70 tuổi, Hai liều vaccine là đủ để bảo vệ họ, ông Lugo cho biết. Nếu họ thay đổi quyết định, tôi sẽ thay đổi cách chúng tôi tiến hành. Nhưng hiện tại điều đó chỉ cần thiết đối với những người trên 70 tuổi, thủ hiến cô nói. Tỉnh Quebec đã báo cáo thêm 1.146 ca nhiễm COVID-19 mới vào thứ Năm và thêm hai ca tử vong do COVID-19. Bộ Y tế cho biết, số ca nhập viện liên quan đến COVID-19 tổng cộng hiện có 227 ca, trong đó 53 người đang được chăm sóc đặc biệt, tăng một bệnh nhân so với ngày hôm trước đó. Khi được hỏi về sự gia tăng các ca COVID-19 trong tỉnh, Thủ Hiến Loco nói rằng các trường hợp nhập viện vẫn ở mức ổn định. Bộ Y tế cho biết có 108.337 trẻ em trong độ tuổi 5-11 đã được tiêm một liều vaccine kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào tuần trước và có 142.867 trẻ em khác đang chờ đến ngày hẹn tiêm chủng của mình. Khoảng 6.900 liều vaccine thứ ba cũng đã được tiêm phòng trong 24 giờ trước đó cho người dân Quebec từ 70 tuổi trở lên. Thành phố Toronto đã đưa ra một trang web mới sẽ tiết lộ mức độ phơi nhiễm COVID-19 trong những môi trường rộng lớn mà thông tin liên hệ có thể không có sẵn trang web ra mắt hôm thứ Năm sẽ thông báo cho các thành viên cộng đồng khi một hoặc nhiều trường hợp COVID-19 được phát hiện tại một địa điểm trong một khung thời gian xác định. Đây là các khu vực công cộng nơi có mặt từ 20 người trở lên. Địa chỉ của các khu nhà riêng sẽ không được đăng tải. Thông tin sẽ được cập nhật trên trang web lúc 3 giờ chiều thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Bác sĩ hàng đầu của Ontario đã nói rằng các biện pháp y tế công cộng không thay đổi vào thời điểm này trong bối cảnh phát hiện ra biến thể Omicron mới trong tỉnh. Như hiện tại, các sự kiện riêng trong nhà được giới hạn ở 25 người, trong khi các cuộc tụ họp ngoài trời có thể có 100 người. Đường cao tốc tại miền Nam PC đã mở lại do mưa giảm, nhưng cảnh báo về lũ lụt vẫn được áp dụng. British Columbia dự kiến sẽ bắt đầu xây dựng lại sau khi cơn bão lớn cuối cùng trong số 3 cơn bão lớn dịu đi vào tối thứ tư. Nhưng cảnh báo lũ lụt vẫn được áp dụng cho các khu vực lớn của tỉnh. Đoạn đường cao tốc xuyên Canada, Trans Canada Highway, nói Lower Mainland với Hope của tỉnh PC, đã mở lại vào chiều thứ năm. Xa hơn về phía đông thì đoạn đường từ Hope đến Popcom cũng đã mở lại, mặc dù với lưu lượng giao thông hạn chế nơi gần với thác Bridal. Bộ trưởng An toàn công cộng Mike Fenworth đang nhắc nhở những người đi đường mà cần phải ra ngoài. Hãy đổi bánh xe mùa đông cho xe và giữ một bộ dụng cụ khẩn cấp trong xe. Các cộng đồng bị lũ lụt tàn phá bao gồm nhiều cộng đồng ở thung lũng Fraser và thung lũng Nicola. Ở phía đông Vancouver vẫn nằm trong diện cảnh báo lũ lụt do mực nước sông cao và nhiệt độ tăng cao khiến tuyết tàn. Nhiều đường cao tốc vẫn còn bị đóng trên khắp tỉnh, bao gồm quốc lộ 99 giữa Lillooet và Pemberton vì lỡ đất cũng như xa lộ 3 về phía đông Princeton. Một trận sạt lở đất trên đường xe lửa Canada Pacific cũng dẫn đến việc các chuyến tàu của West Coast Express giữa Metro Vancouver và Thung lũng Fraser bị hủy bỏ và các chuyến tàu bị đóng cửa vào sáng thứ năm vì lở đất trên đường ray. Ở Abbotsford, có những lo ngại rằng tuyết tan chảy từ núi Baker ở bang Washington có thể dẫn đến nhiều nước lũ chảy vào Thung lũng Fraser từ bên kia biên giới với Hoa Kỳ. Trong khi đó thì thành phố Merritt đang tiếp tục với kế hoạch trở về nhà vì các quan chức thành phố nói rằng các nỗ lực giảm thiểu lũ lụt đã thành công. Cư dân trong khu vực ở giai đoạn 4 được phép tiếp cận nhà cửa của họ từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối bắt đầu từ thứ năm. Khu vực này vẫn theo thông báo không tiêu thụ nước và lệnh rời khỏi nhà, có nghĩa là người dân phải sẵn sàng rời khỏi nhà của họ ngay lập tức khi có thông báo. Alberta công bố tài trợ 80 triệu đô la để phát triển và sản xuất phát sinh. Chính phủ Alberta cho biết họ sẽ cung cấp lên tới 81,2 triệu đô la cho 4 nhóm phát triển và sản xuất phát sinh ở trong tỉnh. Thủ hiến Jason Kennedy cho biết số tiền này sẽ giải quyết nhu cầu về phát sinh chống lại virus, chẳng hạn như COVID-19, và đồng thời cũng sẽ hỗ trợ cho lĩnh vực dược phẩm và khoa học đời sống rộng lớn hơn. Đại học Alberta công ty dược phẩm Anthos Pharmaceutical, công ty dược phẩm Applied Pharmaceutical Innovation và Northern RNA đều là các tổ chức sẽ nhận được trợ cấp. Thủ hiến Kenny cho biết hơn một nửa số tiền sẽ được chuyển đến Viện Virus Học Likasin Institute of Virology của Đại học Alberta. Ông lưu ý rằng một phần trợ cấp của tỉnh bang sẽ phụ thuộc vào các nhóm này phải bảo đảm được hỗ trợ tài chính từ chính phủ liên bang. Ông Kenny cũng cho biết khoản tài trợ này cũng sẽ giúp đa dạng hóa nền kinh tế của Alberta. Cập nhật tình hình COVID ở Canada Tính đến tối ngày 2 tháng 12, Canada báo cáo có thêm 3.232 ca COVID-19 mới. Tổng số ca COVID-19 của Canada hiện nay là 1.798.872 có thêm 2.628 ca được báo cáo đã hồi phục, hiện đang có 26.490 ca còn bệnh và có thêm 23 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 29.737 cho đến nay. Đến nay đã có hơn 60,8 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 30,5 triệu người hay là hơn 79,8% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và trên 75,9% dân số đã tiêm hai liều. 84% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 79,8% đã tiêm hai liều. Tỉnh PC hôm nay báo cáo có thêm 368 ca bệnh mới và 5 ca tử vong. Alberta có 366 ca bệnh mới với 2 ca tử vong. Giám đốc y tế của tỉnh là tiến sĩ Dina Hinshaw cho biết tỉnh cũng đã xác nhận thêm một ca biến thể Omicron từ một du khách gần đây trở về từ Nigeria, nâng tổng số ca nhiễm Omicron ở trong tỉnh lên 4 người. Saskatchewan có 71 ca bệnh mới và 1 ca tử vong. Manitoba có 172 ca bệnh mới với 3 ca tử vong. Ontario báo cáo có 959 ca bệnh mới và 3 ca tử vong. Quebec có 1.146 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. Nova Scotia có 40 ca bệnh mới, PEI có 1 ca. New Brunswick có 59 ca bệnh mới và 2 ca tử vong. Yukon có 14 ca bệnh mới. NWT có 5 ca bệnh mới. Các tỉnh còn lại không thấy có báo cáo về các ca bệnh mới. Mức lương tối thiểu ở tỉnh New Brunswick sẽ tăng theo tỷ lệ phần trăm lớn nhất trong 40 năm. Chính phủ New Brunswick cho biết họ sẽ tăng mức lương tối thiểu thêm 2 đô la mỗi giờ vào năm 2022. Mức tăng 17% này là mức tăng đáng kể nhất kể từ năm 1980. Dự kiến tăng 1 đô la mỗi giờ vào tháng 4 và sau đó thêm 1 đô la mỗi một giờ vào giữa tháng 10. Khi đó nâng mức lương tối thiểu của tỉnh lên 13,75 đô la mỗi giờ, là mức cao nhất ở phía Đại Tây Dương của Canada. Theo tỉnh bang, New Brunswick hiện có mức lương tối thiểu thấp nhất trong cả nước và thấp hơn mức lương ở các tỉnh đại Tây Dương khác ở mức đáng kể. Kể từ năm 2019, mức lương trung bình của tỉnh đã tăng 14% so với mức tăng 2% của mức lương tối thiểu. Sự điều chỉnh này sẽ có lợi cho khoảng 15.500 người hưởng lương tối thiểu cũng như 30.000 người New Brunswick những người mà kiếm được nhiều hơn mức lương tối thiểu hiện tại nhưng ít hơn 13,75 mỗi một giờ theo Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Canada CFIB, quyết định tăng lương tối thiểu của chính phủ mà không cần tham vấn được đưa ra vào thời điểm tồi tệ nhất đối với các doanh nghiệp nhỏ. Liên đoàn cho biết, chỉ 39% doanh nghiệp nhỏ của tỉnh có doanh thu bình thường và nhiều doanh nghiệp đang hoạt động thua lỗ. Ông Louis Philippe Gauthier là giám đốc cấp cao về các vấn đề lập pháp của cơ quan CFIB của khu vực Atlantic cho biết, Điều này sẽ không giúp giải quyết những thách thức về lao động của tỉnh New Brunswick. Sự thắt chặt của thị trường lao động đã ảnh hưởng đến tiền lương. Quyết định này của chính phủ sẽ gây thêm áp lực lên thăng lương của những người sử dụng lao động đang trả trên mức lương tối thiểu. Trong một cuộc khảo sát gần đây của CFIB, chi phí kinh doanh ngày càng gia tăng là mối quan tâm hàng đầu của các chủ doanh nghiệp nhỏ. Tiếp theo là các thách thức về chuỗi cung ứng. Tại tỉnh Nova Scotia, Bộ Tư pháp Nova Scotia cho biết họ đang tăng cường lệnh cấm hiện có đối với các việc kiểm tra đường phố của cảnh sát. Bộ trưởng Tư pháp Brad Jones sẽ ban hành một chỉ thị mới để giải quyết những lo ngại rằng các quy tắc xung quanh việc kiểm tra đường phố đã cho phép cảnh sát tiếp tục thu thập và ghi lại thông tin cá nhân của người dân một cách bất hợp pháp. Chỉ thị loại bỏ thuật ngữ hoạt động đáng ngờ và thay thế bằng nghi ngờ hợp lý liên quan đến các trường hợp mà cảnh sát tin rằng một tội phạm sắp xảy ra hoặc đã xảy ra và trong đó cảnh sát có thể tạm giữ một người nào đó và thu thập thông tin cá nhân của họ mà không cần sự đồng ý của họ. Bộ cho biết trong một thông cáo báo chí, thuật ngữ nghi ngờ hợp lý là tiêu chuẩn pháp lý được cảnh sát sử dụng để giam giữ các cá nhân bị nghi ngờ hoạt động trái pháp luật. Bộ trưởng Tư pháp Jones nói rằng sự thay đổi này phản ánh những phản hồi mà bộ phận của ông nhận được. Kể từ năm 2019, cảnh sát ở Nova Scotia đã không được phép kiểm tra đường phố, tức là cảnh sát không được phép ngẫu nhiên dừng một người nào đó lại và thu thập thông tin cá nhân của mọi người, trong khi người đó không có dấu hiệu nghi ngờ phạm tội. Một nghiên cứu được ủy quyền cấp tỉnh về việc kiểm tra đường phố do nhà tội phạm học Scott Wortley công bố vào tháng 3 năm 2019 đã lên án hành vi này của cảnh sát khu vực Halifax và bởi RCMP địa phương, nói rằng Họ nhắm mục tiêu vào các thanh niên da đen và tạo ra tác động không cân xứng và tiêu cực đối với cộng đồng người Phi tại Nova Scotia. Đánh giá cho thấy những người Nova Scotia gốc châu Phi có nguy cơ bị cảnh sát dừng xe ngẫu nhiên hoặc kiểm tra đường phố cao hơn 6 lần so với phần còn lại của dân số. Tuy nhiên, giám đốc hoạt động của Liên minh người gốc Phi ở Nova Scotia cho biết, điều cần thiết cuối cùng là một chiến lược đối với những người dân Nova Scotia mà gốc châu Phi để giải quyết đầy đủ các vấn đề lịch sử còn tồn tại trong việc trị an các cộng đồng da đen. Cảnh sát trưởng ông Robert Walsh là chủ tịch Hiệp hội cảnh sát trưởng Nova Scotia cho biết, các nhà lãnh đạo cảnh sát chia sẻ cam kết giải quyết những lo ngại về phân biệt chủng tộc có hệ thống và xây dựng lòng tin với cộng đồng. Người dân Saskatoon sẽ thấy thuế bất động sản tăng 3,86% vào năm 2022 và 3,53% vào năm 2023. Điều đó có nghĩa là các chủ sở hữu nhà ở Saskatoon sẽ trả thêm trung bình khoảng 74 đô la vào năm 2022 và thêm 70 đô la vào năm tiếp theo. Đây là mức cao hơn một chút so với đề xuất ban đầu của chính quyền thành phố trong ngân sách đề xuất của mình. Trong suốt 3 ngày cân nhắc về ngân sách, những người thuyết trình đã đưa ra lời kêu gọi xây dựng các quỹ. Có một đề xuất là bao gồm dọn tuyết trên các làng đường dành cho xe đạp. Cách làm hiện tại là không dùng cho làng đường dành cho xe đạp trừ khi làng đường xe đạp nằm trên đường ưu tiên. Nhưng cuối cùng, việc tài trợ cho việc dọn tuyết trên các làng đường dành cho xe đạp đã bị thất bại, với hầu hết các ủy viên hội đồng thị trưởng không ủng hộ ý tưởng này. Thị trường nhà ở nóng bỏng của BC dự kiến sẽ đạt kỷ lục vào cuối năm. Thị trường nhà ở nóng bỏng ở khu vực Lower Mainland vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hội đồng bất động sản Metro Vancouver và Hội đồng bất động sản Fraser Valley đều cho biết doanh số bán nhà tiếp tục tăng nhưng số nguồn cung đang giảm dần. Theo các hội đồng bất động sản này cho biết, do thiếu nhà trên thị trường là lý do chính dẫn tới giá nhà lên cao các ngôi nhà treo bản đang bán sẽ bán ra rất nhanh ở một số khu vực nhất định, đặc biệt là ở các khu vực Surrey, Abbotsford, Mission và Langley. Đối với khu vực Fraser Valley, số ngày trung bình để bán một ngôi nhà trong tháng 11 là 24 ngày và 16 ngày đối với nhà townhouse. Những ngôi nhà biệt lập dành cho một gia đình có mặt trên thị trường trung bình là 24 ngày trước khi bán. Hội đồng bất động sản Fraser Valley cho biết trong một thông báo hôm thứ Năm với danh sách tăng bán nhà của tháng 11 giảm 11,6% so với tháng trước, mức tồn kho thấp hơn nhiều so với mức trung bình của khu vực. Giá bán trung bình cho một ngôi nhà ở Fraser Valley là 1,4 triệu đô la, tăng 36% so với thời điểm này năm ngoái. Giá chuẩn của Metro Vancouver cho một ngôi nhà biệt lập là 1,8 triệu đô la. Keith Stewart, nhà kinh tế học của Hội đồng Bất động sản Metro Vancouver cho biết, Chúng tôi kỳ vọng tổng doanh số bán nhà vào cuối năm đã đạt kỷ lục hoặc là gần với kỷ lục mỗi thời đại ở khu vực của chúng tôi. Ngân hàng TD và CIBC tham gia cùng các ngân hàng lớn khác tăng cổ tức và mua lại cổ phiếu. Ngân hàng Thương mại Hoàng gia Canada CIBC đã công bố thu nhập quý tư đáng thất vọng vào thứ Năm khi chi phí và các khoản nợ xấu ngân hàng bán lẻ gia tăng, trong khi đối thủ lớn hơn là Toronto Dominion Bank thì vượt mức dự đoán, cả hai ngân hàng này đều tham gia cùng các đối thủ trong việc thông báo mua lại cổ phần và tăng cổ tức, điều mà họ hiện có thể thực hiện kể từ khi hạn chế của cơ quan quản lý tài chính đối với việc phân phối vốn đã được dỡ bỏ vào tháng trước. TD là ngân hàng lớn thứ hai của Canada đã công bố tỷ suất lợi nhuận thấp hơn ở Canada nhưng gây bất ngờ với việc mở rộng tỷ suất lợi nhuận lên 5 điểm cơ bản trong hoạt động kinh doanh bán lẻ tại Hoa Kỳ của mình từ quý trước. Ngân hàng này cũng đã giải ngân 123 triệu đô la trong dự trữ trước đó được trích lập để trang trải cho các khoản vay. Ngân hàng CIBC là ngân hàng lớn thứ năm của đất nước đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu 10%, nhưng điều đó bị che khuất bởi chi phí tăng 13%. Ngân hàng này cũng đã mất 78 triệu đô la dự phòng, cao hơn dự kiến, vì 36% tiền được trích lập trong nội bộ đơn vị ngân hàng để bù đắp cho các khoản chi tiêu ở các bộ phận khác. CIBC cho biết họ dự kiến tăng trưởng chi phí trong năm tài chính 2022 sẽ tăng lên mức trung bình một con số, nhưng nhằm tạo ra đòn bẩy hoạt động trung hạn tích cực với tăng trưởng doanh thu vượt trội so với mở rộng chi phí. Cổ phiếu TD đã tăng 3,8% lên 95,48 đô la trong phiên giao dịch buổi sáng ở Toronto, trong khi CIBC thì giảm 2,5% xuống 137,61 đô la. Điểm chuẩn cổ phiếu rộng hơn đã tăng 0,9%. TD cho biết họ sẽ tăng cổ tức lên 12,7% và sẽ mua lại 50 triệu, tương đương là 2,7% cổ phiếu đang lưu hành. CIBC sẽ tăng cổ tức ở mức 10,2 đô la tăng 1,61 đô la mỗi một cổ phiếu và cho biết họ sẽ mua lại 10 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 2,2% số cổ phiếu đang lưu hành. Các ngân hàng Canada phần lớn đã công bố thu nhập tốt hơn mong đợi trong các quý trước, nhưng đã phải đối mặt với áp lực từ tỷ suất lợi nhuận thấp và chi phí bồi thường biến đổi cao hơn trong quý này, với một số sự thúc đẩy từ thị trường vốn của họ và các khoản phát hành dự trữ trong giai đoạn trước đã giảm xuống. Sự phục hồi trong hoạt động cho vay không thế chấp của Canada mà các nhà đầu tư hy vọng đang thành hiện thực mặc dù ở các mức lãi suất khác nhau. Cho vay thẻ tín dụng của Canada tại cả hai ngân hàng đều tăng 3,1% so với quý trước. Cho vay kinh doanh của TD đã tăng 2,6% so với quý trước, cùng tốc độ với tốc độ tăng thế chấp cho vay doanh nghiệp của CIBC tăng 0,85% so với mức tăng 3,4% cho vay mua nhà. TD cho biết thu nhập ròng đã điều chỉnh tăng lên 2,09 đô la một cổ phiếu từ 1,60 đô la một năm trước đó, so với ước tính trung bình của các nhà phân tích là 1,96 đô la một cổ phiếu. CIBC cho biết lợi nhuận đã tăng 3,37 đô la mỗi một cổ phiếu từ 2,79 đô la một năm trước đó so với ước tính trung bình của các nhà phân tích là 3,53 đô la. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và đón theo dõi các video mới tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Đức và Hoa Kỳ áp dụng các hạn chế COVID-19 mới khi biến thể Omicron lan rộng trên toàn cầu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cảnh báo rằng, Nga sẽ phải trả một giá rất đắt nếu xâm lược Ukraine. Trung Quốc tức giận khi cho rằng việc WTA rút khỏi nước này có liên quan đến bành xoái. Tin tặc Trung Quốc bị nghi ngờ xâm nhập thêm nhiều công ty quốc phòng và công nghệ của Mỹ. Mưa lũ đã gây lũ lụt và sạt lở đất ở Việt Nam, 18 người mất tích. Hơn 120 học sinh nhập viện sau khi tiêm chủng. Thanh Hóa dừng lô vaccine Pfizer hiện tại. Sau đây mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin chi tiết cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Cập nhật tình hình COVID-19 trên thế giới Tính đến thứ năm đã có hơn 263,7 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được báo cáo trên thế giới. Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, và số người chết trên toàn cầu đã được báo cáo là hơn 5,2 triệu người. Tại châu Á, Ấn Độ đã báo cáo hai trường hợp đầu tiên của Omicron vào thứ Năm, nhưng chính phủ cho biết họ không có kế hoạch cho phép tiêm vaccine tăng cường ngay lập tức, bất chấp những yêu cầu từ các nhà lập pháp trong quốc hội. Cùng ngày, Nhật Bản đã rút lại lệnh cấm đặt chỗ chuyến bay đến tiết lộ rằng đã có sự nhầm lẫn giữa các cơ quan chính phủ và công chúng về chiến lược nhằm vào việc loại bỏ biến thể omicron của thủ tướng fumio kishida số ca nhiễm coronavirus hàng ngày của hàn quốc đã tăng lên mức cao mới vào ngày thứ năm khi các nhà chức trách của nước này đã tạm dừng việc miễn kiểm dịch hai tuần đối với khách du lịch trong nước chính quyền hồng Kong sẽ tung ra một ứng dụng điện thoại di động mới được gọi là mã sức khỏe vào tuần sau ứng dụng này sẽ tương tự như ở trung quốc lưu trữ tên địa chỉ và trạng thái tiêm chủng của người dùng với chức năng quét mã qr để vào nhà hàng và các địa điểm khác ứng dụng cũng chỉ định rủi ro lây nhiễm cho người dùng phần lớn dựa trên những lần đăng ký trước của họ một điểm không giống với ứng dụng của trung quốc là ứng dụng của hồng kông sẽ không theo dõi chuyển động của người dùng theo chính phủ cho biết, thì chỉ có cư dân Hồng Kông có kế hoạch vượt biên mới được yêu cầu phải sử dụng ứng dụng này. Cơ quan dược phẩm châu Âu EMA hôm thứ Năm cho biết họ đã bắt đầu xem xét tổng thể vaccine COVID-19 dựa trên protein từ công ty công nghệ sinh học có tên là Valnova của Pháp. Một động thái diễn ra vài tuần sau khi EU ký thỏa thuận với công ty về nguồn cung cấp vaccine này. Theo đánh giá thời gian dựa trên các nghiên cứu sơ bộ cho thấy, vaccine VLA-2001 của công ty Vanova có khả năng kích hoạt phản ứng kháng thể chống lại coronavirus, cơ quan EMA cho biết thêm. Tại New Zealand, khi quốc gia này đang chuẩn bị giảm bớt các biện pháp kiểm soát đại dịch cũng như đã cách ly với thế giới sau gần 2 năm, những rủi ro về sức khỏe đối với người Maori bản địa chưa được tiêm phòng lại đang đặt ra thách thức đối với thủ tướng Jacinda Ardern. Mặc dù chiếm khoảng 15% trong dân số 5 triệu người của New Zealand, người Maori lại chiếm tỷ lệ cao nhất trong số các ca mắc Covid-19 mới ở New Zealand, trung bình mỗi ngày có khoảng 200 ca. Đức và Hoa Kỳ áp dụng các hạn chế Covid-19 mới khi biến thể Omicron lan rộng trên toàn cầu. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm đã đưa ra chiến lược của mình để chống lại coronavirus khi Omicron đang lây lan trên toàn cầu khi mùa đông đến. Các nhà chức trách trên thế giới đang vội vã để ngăn chặn Omicron, thì Tổng thống Joe Biden cảnh báo rằng nhiễm trùng sẽ tăng trong mùa đông này. Thống đốc của tiểu bang New York cho biết, tại đây đã phát hiện 5 trường hợp nhiễm biến thể coronavirus Omicron và trở thành tiểu bang thứ tư của Hoa Kỳ phát hiện ra biến thể này và nâng tổng số trường hợp nhiễm Omicron ở cả nước lên 8 người. Các tiểu bang khác của Hoa Kỳ đã tìm thấy các trường hợp Omicron là California, Colorado và Minnesota, mỗi tiểu bang có một trường hợp. Cả ba trường hợp bệnh nhân đều được tiêm phòng đầy đủ và xuất hiện các triệu chứng nhẹ. Tại California và Colorado, thì các bệnh nhân gần đây đã trở về nhà sau các chuyến đi đến miền nam của châu Phi và không được tiêm liều tăng cường. Trường hợp ở Minnesota là trường hợp lây truyền trong cộng đồng đầu tiên được biết đến ở Hoa Kỳ. Theo kế hoạch của Biden, Hoa Kỳ sẽ yêu cầu các hành khách quốc tế trước khi đến Hoa Kỳ phải kiểm tra COVID-19 trong vòng một ngày kể từ ngày khởi hành. Bất kể tình trạng tiêm chủng, yêu cầu về mặt nạ trên máy bay, tàu hỏa và các phương tiện giao thông công cộng sẽ được kéo dài đến ngày 18 tháng 3. Ít hơn 60% dân số Hoa Kỳ hay là 196 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ là một trong những tỷ lệ thấp nhất ở các quốc gia giàu có. Những lo sợ về biến thể Omicron đã làm cho đảo các thị trường tài chánh tạo ra nghi ngờ về tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu khi đại dịch hoàn hành. Bộ trưởng tài chánh của Mỹ là Janet Yellen nói rằng biến thể này có thể làm chậm lại sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu bằng cách làm trầm trọng thêm các vấn đề của chuỗi cung ứng và làm giảm nhu cầu và cô nói thêm, có rất nhiều điều không chắc chắn nhưng nó có thể gây ra những vấn đề đáng kể, chúng tôi vẫn đang đánh giá điều đó. Tại châu Âu, với mong muốn tránh làm chệch hướng sự phục hồi mong manh của nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Đức đã cho các doanh nghiệp mở cửa để chào đón gần 69% người dân đã được tiêm phòng đầy đủ, đặc biệt là đối với những người đã có bằng chứng xác nhận đã khỏi bệnh. Nhưng hôm thứ năm đức đã quyết định áp dụng lệnh cấm những người chưa được tiêm phòng tới những nơi công cộng ngoại trừ những cơ sở doanh nghiệp thiết yếu nhất như là cửa hàng tạp hóa và hiệu thuốc trong khi luật bắt buộc tiêm chủng sẽ được soạn thảo vào đầu năm tới bên cạnh đó thì hoa kỳ cũng lên kế hoạch bổ sung nhiều hạn chế đi lại hơn nữa trong bối cảnh thế giới đang gấp rút tìm cách phòng ngừa biến thể omicron của coronavirus và có thể có hiệu lực từ tháng 2 năm 2022 sau khi nó được đưa ra thảo luận tại Hạ viện và sau khi có hướng dẫn từ hội đồng đạo đức của Đức. Theo thủ tướng Đức là bà Angela Merkel, bà nói: "Chúng tôi hiểu rằng tình hình rất nghiêm trọng khi phát biểu trong một cuộc họp báo. EU cảnh báo Omicron có thể trở thành biến thể thống trị châu Âu trong vài tháng tới." Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu gọi tắt là ECDC hôm thứ Năm cho biết biến thể Omicron có thể sẽ gây ra hơn một nửa số ca nhiễm COVID-19 ở châu Âu trong vòng vài tháng sắp tới. Trước đó cùng ngày, Cố vấn khoa học hàng đầu của chính phủ Pháp cho rằng biến thể Omicron có thể sẽ thay thế vị trí thống trị thế giới của Delta vào cuối tháng Giêng. Cho đến nay, thì châu Âu đã ghi nhận có 79 ca mắc biến thể Omicron trong khu vực, theo ECDC, một nửa số ca mắc trong đó là không có triệu chứng và số nửa còn lại chỉ thể hiện các triệu chứng nhẹ, không có trường hợp mắc bệnh nặng hoặc là nhập viện hoặc là tử vong. Theo dữ liệu về tuổi và tình trạng tiêm chủng của các ca mắc Omicron tại châu Âu thì phần lớn là người trẻ đã được tiêm chủng đầy đủ. Một nhóm các cơ quan y tế ở Nam Phi cho biết vào ngày thứ Năm là phát hiện mới nhất của họ chỉ ra rằng biến thể này có nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần so với biến thể Delta mà hiện đang chiếm ưu thế và chủng Beta. Quốc gia này cũng cho biết họ đã thấy sự gia tăng các trường hợp bị tái nhiễm COVID-19 ở những bệnh nhân nhiễm Omicron và những người đã mắc COVID-19 lại bị tái nhiễm điều mà họ không thấy ở các biến thể khác. Việc hạn chế du lịch toàn cầu đã tăng tốc vào ngày thứ Năm để đối phó với mối đe dọa từ Omicron. Tại Hà Lan, các cơ quan y tế đã kêu gọi kiểm tra COVID-19 trước chuyến bay đối với tất cả các chuyến bay từ bên ngoài của Liên minh châu Âu. Sau khi kết quả là hầu hết các hành khách có kết quả dương tính sau khi đến trên hai chuyến bay từ Nam Phi vào ngày 26 tháng 11. Nga cũng đã áp dụng lệnh cách ly 2 tuần đối với du khách từ một quốc gia châu Phi bao gồm Nam Phi. Hồng Kông đã mở rộng lệnh cấm đi lại cho nhiều quốc gia hơn và Na Uy trong số những quốc gia khác cũng đã áp dụng lại các hạn chế đi lại. Ở một diễn biến quan trọng hơn, cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm chức năng gọi tắt là MHRA của Anh đã phê duyệt sử dụng thuốc Sotrovimab, còn có một tên gọi khác là CVD để điều trị cho những người mắc COVID-19 có nguy cơ bệnh trở nặng. Thuốc Sotrovimab do hãng dược phẩm Glasso-SmithKline, cởi tắc là GSK và công ty công nghệ sinh học VIA của Mỹ hợp tác. Điều đáng chú ý là GSK khẳng định rằng thuốc này có hiệu quả trong việc điều trị bệnh nhân nhiễm Omicron. Cơ quan MHRA cũng khuyến cáo bệnh nhân nên sử dụng Sotroformab càng sớm càng tốt và trong vòng 5 ngày kể từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của COVID-19. Bên cạnh đó thì công ty Novavax cho biết họ có thể sẽ bắt đầu sản xuất thương mại các vắc xin COVID-19 được điều chỉnh cho biến thể Omicron vào tháng 1 năm sau. Trong khi đó, công ty Novavax cũng đang kiểm tra xem việc vắc xin hiện hữu có hiệu quả chống lại biến thể này hay không. Trong các bản tin khác về căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Nga, Ngoại trưởng Hoa Kỳ anthony Blinken hôm thứ Năm đã cảnh báo Moscow rằng Nga sẽ phải trả một cái giá rất đắt nếu nước này xâm lược Ukraine. Đồng thời, ông Blinken cũng thúc giục người đồng cấp Nga tìm kiếm một lối thoát ngoại giao khỏi cuộc khủng hoảng trong những ngày gần đây. Lời cảnh báo được Ngoại trưởng Blinken đưa ra với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp ở Stockholm, mà theo ông Blinken đã gọi đó là một cuộc gặp thẳng thắn. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp, ông Blinken nói rằng tôi đã nói rất rõ những quan ngại sâu sắc và quyết tâm của chúng tôi là buộc nga phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình giờ đây phía nga buộc phải giảm leo thang căng thẳng hiện tại bằng cách dự trữ tiềm lực quân sự được thiết lập gần đây đưa các lực lượng trở lại vị trí bình thường trong thời bình và hạn chế đe dọa thêm cũng như nỗ lực gây bất ổn cho ukraine nga và ukraine đã có lịch sử chung trong suốt hàng thế kỷ qua hình thành hai nước cộng hòa lớn nhất của liên bang xô viết cho đến khi sụp đổ năm 1991. Vì vậy, Moscow coi tham vọng gia nhập NATO của các nước láng giềng là một mối đe dọa và mang tính chất đối đầu. Kể từ khi cuộc khủng hoảng gần đây nhất xảy ra, Moscow đã đặt ra những yêu cầu về sự bảo đảm an ninh tràn buộc về mặt pháp lý từ phương Tây. Chẳng hạn như là NATO sẽ không thừa nhận Ukraine là thành viên hoặc triển khai các hệ thống tên lửa nhằm vào Nga ngoại trưởng lavrov của nga nói với các phóng viên trước cuộc hội đàm với ông blinken cho biết moscow đã sẵn sàng đối thoại với thủ đô kiev của ukraine mặc dù vậy trong một cuộc họp báo sau đó ông lavrov cho rằng nếu nato vẫn từ chối thảo luận về chủ đề này nga sẽ phải thực hiện các biện pháp để bảo đảm rằng an ninh chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác tuy nhiên ông đã đưa ra một lưu ý hòa giải hơn bằng cách đề xuất rằng Nga và Hoa Kỳ sẽ chấm dứt tranh chấp kéo dài về quy mô các đại sứ quán của họ, cũng như gợi ý rằng vấn đề này nên được bắt đầu lại từ đầu. Sau những tuần tranh cãi gây gắt với Bắc Kinh về tình hình của ngôi sao quần vợt Trung Quốc Bành Soái, Hiệp hội Quần vợt Nữ WTA đã thông báo đình chỉ tất cả các giải đấu ở Trung Quốc. Trước sự việc lần này, Bắc Kinh hôm thứ Năm đã cho rằng việc đình chỉ các giải đấu của WTA ở Trung Quốc là một hành vi thông đồng với bành soái. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã không trực tiếp đề cập đến WTA, mà ông chỉ thẳng thắn nói rằng Trung Quốc phản đối việc chính trị hóa thể thao. Trong một bài xã luận, Thời báo Hoàng Cầu của Trung Quốc cho rằng WTA đang phản bội tinh thần Olympic và đưa chính trị vào quần vợt. Trước đó cùng ngày, Ủy ban Olympic Quốc tế là cơ quan IOC cho biết Họ đã thực hiện cuộc gọi video thứ hai với tay vợt 35 tuổi này vào thứ tư sau cuộc gọi duy nhất vào cuối tháng trước. Theo đó, họ đã đề nghị hỗ trợ bành soái cũng như sẽ giữ liên lạc thường xuyên và thỏa thuận với nhau về một cuộc họp riêng vào tháng Giêng. Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, Ủy ban Olympic Quốc tế cho biết bành soái dường như vẫn an toàn và khỏe mạnh, kể cả khi cô ấy đang rơi vào tình thế khó khăn như hiện tại. Tuy nhiên, điều này dường như vẫn chưa đủ sức thuyết phục được WTA. Hiệp hội quần vật nữ có trụ sở tại Mỹ, mong muốn có thêm nhiều sự bảo đảm hơn về tình trạng của bành soái. Hiệp hội WTA cũng cho biết thêm rằng, họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra trước khi các giải đấu của họ quay trở lại thị trường Trung Quốc. Nhiều vận động viên trong giới quần vợt đã hoan nghênh quyết định của WTA, từ cựu cầu thủ nữ Billie Jean King và Martina Navratilova đến tay vợt số 1 thế giới Djokovic. Một sự ủng hộ khác dành cho WTA đến từ liên đoàn quần vợt quốc tế khi tổ chức này cho rằng họ đứng về quyền của phụ nữ. Và vì vậy, những cáo buộc của bành soái phải được giải quyết. Hiệp hội quần vợt nam chuyên nghiệp là ATP cũng đã cẩn trọng xem xét và cho rằng tình hình của bành soái sẽ gây ra những lo ngại nghiêm trọng cả trong và ngoài phạm vi của môn thể thao này. tin tặc trung quốc nghi ngờ xâm nhập thêm nhiều công ty quốc phòng và công nghệ của mỹ theo một nghiên cứu chia sẻ với cnn một chiến dịch xâm nhập dữ liệu trái phép bị nghi ngờ của trung quốc đã tấn công thêm 4 công ty quốc phòng và công nghệ của mỹ trong tháng trước bên cạnh đó hàng trăm tổ chức khác của mỹ hiện cũng đang sử dụng loại phần mềm dễ bị tấn công mà các tin tặc đã thâm nhập và khai thác hoạt động gián điệp quá rõ ràng này đã có quy mô rộng hơn so với những gì đã biết trước đây. Mặc dù cơ quan an ninh quốc gia đã hỗ trợ điều tra khi chúng xuất hiện trong những tháng gần đây, thậm chí là các tin tặc đã chủ đích nhắm tới việc đánh cắp mật khẩu từ các tổ chức nhằm để chặn đứng các liên lạc bảo mật của họ. Nếu như vào tháng trước, các nhà nghiên cứu an ninh mạng đã công khai xác nhận rằng chỉ có một tổ chức của Mỹ là nạn nhân của hoạt động gián điệp này, thì giờ đây, con số ít nhất đã là năm tổ chức bị ảnh hưởng và vẫn còn có thể gia tăng. Trên toàn cầu ít nhất có 13 tổ chức trong các lĩnh vực như quốc phòng, chăm sóc sức khỏe, năng lượng và giao thông vận tải hiện được xác nhận là đã bị xâm nhập thông tin. Theo như cảnh báo từ công ty an ninh mạng Palo Alto Network trong một báo cáo được công bố hôm thứ Năm, công ty này cũng đã xác định được có khoảng 600 trường hợp đang chạy một phần mềm dễ bị tấn công trong hệ thống máy tính của Mỹ. Trong đó bao gồm 23 trường đại học, 14 chính quyền tiểu bang hoặc là địa phương và 10 tổ chức chăm sóc sức khỏe. Tất cả các trường hợp này đều đã bị tinh tặc thâm nhập và khai thác thông tin. Theo Palo Alto Networks cho biết, nỗ lực thâm nhập và khai thác các thông tin trái phép này có những điểm tương đồng với các kỹ thuật của một nhóm mà Microsoft đã xác định được đang hoạt động tại Trung Quốc. Trước báo cáo mới nhất Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington là không trả lời yêu cầu bình luận. Trong khi Bắc Kinh thường xuyên phủ nhận việc tiến hành các hoạt động tấn công mạng, thì an ninh mạng vẫn là nguyên nhân thường xuyên gây ra căng thẳng trong quan hệ Mỹ Trung trong suốt nhiều năm qua. Nếu Trung Quốc thực sự có dính líu đến sự việc lần này, thì điều đó càng củng cố thêm các cáo buộc trước đó cho rằng tin tặc Trung Quốc đang cố gắng tìm cách thâm nhập vào mạng lưới của các nhà thầu quốc phòng Hoa Kỳ. Mưa lũ gây lũ lụt và sạt lở đất ở Việt Nam, 18 người mất tích. Các nhà chức trách hôm thứ Năm cho biết, những cơn mưa như trút nước trong những ngày gần đây đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất ở miền Trung Việt Nam, khiến cho ít nhất 18 người mất tích và một số người thiệt mạng. Tuy nhiên, mưa đã giảm bớt và các nỗ lực đang được thi hành để xác định vị trí của những người mất tích, theo chính phủ cho biết trong một tuyên bố. Một số tuyến đường quốc lộ, đường liên tỉnh và địa phương đã bị đóng một phần. Theo những hình ảnh trên các trang tin tức và mạng xã hội những ngày gần đây cho thấy, dòng nước chảy xiết và có màu nâu như bùn. Người dân phải chèo xuồng trên những con đường ngập lụt hoặc phải lội nước ngập ngàn thắt lưng một số người khác thì phải cố gắng đẩy những chiếc xe bị chết máy. Các thị trấn ven biển như là Phú Yên, Bình Định và tỉnh trong cà phê chính của Việt Nam là Đắk Lắc là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Lũ lụt đã làm ngập 780 ha ruộng lúa, mặc dù cho đến nay chưa có báo cáo thiệt hại nào cho các trang trại trồng cà phê. Việt Nam dễ bị bão lụt do có bờ biển dài. Thiên tai chủ yếu là lũ lụt và lở đất do bão, đã khiến cho 378 người thiệt mạng vào năm ngoái. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết, từ nay đến cuối năm, các khu vực dễ bị lũ lụt của Việt Nam như là các tỉnh ven biển và miền Bắc sẽ có ít khả năng mưa lớn và lũ lụt. Hơn 120 học sinh nhập viện sau tim, thanh hóa, dừng lô vaccine Pfizer hiện tại. Hôm thứ Năm, đại diện của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC của tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ ngày 31 tháng 11 đến trưa ngày 2 tháng 12, có 27 địa phương thuộc tỉnh đã tiêm vaccine Pfizer, mỗi một cho học sinh từ 15 tới 17 tuổi. Tuy nhiên, trong quá trình tiêm thì một số em đã có dấu hiệu buồn nôn, khó thở, sốt cao và toàn tỉnh có tổng cộng hơn 120 em nhập viện điều trị sau khi tiêm trong đó có 17 em phản ứng nặng. Đến trưa cùng ngày thì sức khỏe của các em đã ổn định và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện. Nguyên nhân chính thức của các trường hợp phản ứng vẫn chưa được Hội đồng chuyên môn của tỉnh Thanh Hóa công bố. Giám đốc CDC tỉnh Thanh Hóa cho biết tỉnh đã ngưng sử dụng lô vaccine hiện tại. Tuy nhiên, Thanh Hóa vẫn còn có lô khác, cũng là loại vaccine Pfizer nên sẽ tiếp tục tiêm cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Cập nhật tình hình Covid-19 tại Việt Nam. Bản tin dịch Covid-19 của ngày 2 tháng 12 của Bộ Y tế cho biết có 13.698 ca mắc Covid-19 tại 60 tỉnh thành phố. Trong ngày có 13.258 ca khỏi bệnh và 210 ca tử vong. Các ca mắc Covid-19 mới chủ yếu được ghi nhận tại Sài Gòn có 1.738 ca, Cần Thơ 985 ca. Tây Ninh 768 ca, Sóc Trăng có 747 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 637 ca, Đồng Tháp 606 ca, Vĩnh Long 594 ca, Bến Tre 507 ca, Bình Thuận 502 ca, Hà Nội 499 ca, Cà Mau 496 ca và Bạc Liêu có 492 ca kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.266.288 ca nhiễm với 25.658 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.005.310 ca và số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.600 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 1 tháng 12 đã có 1.714.026 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm.

và sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá đồng đô la Canada, giá dầu và giá vàng. vào cuối ngày giao dịch một đô la Canada bằng 0,7803 đô la Mỹ và bằng 0,6896 đồng euro. một Canada bằng 17.746,13 đồng Việt Nam. giá dầu thô WTI là 66,50 đô la Mỹ một thùng, còn giá dầu thô Brent là 70,49 đô la Mỹ một thùng giá vàng là 1.767,96 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và thế giới của kênh Culture Channel. Kính mời quý vị ghé thăm trang web của tạp chí Culture tại địa chỉ culturemagazine.com để đọc thêm những chuyên mục khác. Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Culture xin kính chúc quý vị và các bạn luôn nhiều sức khỏe và an lành. Hoàng Anh, Tuấn Liêm chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo book vaccine hoặc gọi số điện thoại 1 999 6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario.